Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình nhận diện sự thật của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Cách đây 64 năm, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cả nhân loại. Ý nghĩa thời đại to lớn của Hiệp định thì đã được chứng minh rõ nét. Vậy nhưng vài năm gần đây, khi các thế lực thù địch giáo diết tìm cách xét lại lịch sử, viết lại lịch sử, thì những sự kiện như Hiệp định Geneva cũng là mục tiêu nhắm đến của họ. Họ bắt đầu tìm cách đặt ra những câu hỏi như là Việt Nam tại sao lại lựa chọn chia cắt sau Hiệp định Geneva, hoặc ai là người vi phạm Hiệp định, hay Hiệp định này phải chăng là một sự thỏa hiệp giữa các nước lớn trên lợi ích của nhân dân Việt Nam. Vậy sự thật là gì? Chúng ta sẽ cùng trả lời trong chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay cùng với Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Long, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng. Cảm ơn Đại tá đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một tổng hợp sau đây về những thông tin cơ bản nhất liên quan đến Hiệp định Geneva. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là văn kiện quốc tế đầu tiên với sự tham dự của 5 cường quốc thế giới, tuyên bố tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cùng hai nước Lào và Campuchia. Việc ký kết hiệp định này là một dấu mốc quan trọng, một thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, mở ra giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam tiến tới hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Liên quan đến Việt Nam, hiệp định bao gồm những nội dung chính như sau. Thứ nhất, ngừng bắn, tập kết, chuyển quân được hai bên thực hiện trong thời gian 300 ngày, chuyển giao khu vực, trao trả tù binh và thường dân bị giam giữ, đổi vùng, vấn đề mồ mả quân nhân hai bên tham chiến. Thứ hai, lập giới tuyến quân sự tạm thời ở vĩ tuyến 17 và khu phi quân sự sông Bến Hải. Vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời, không coi là ranh giới chính trị hay lãnh thổ, cấm tăng viện, nhân viện quân sự, vũ khí và dụng cụ chiến tranh khác vào Việt Nam, cấm xây dựng căn cứ quân sự mới, cấm hai miền không được gia nhập liên minh quân sự nào, cấm sử dụng mỗi miền để phục vụ một chính sách quân sự nào. Thứ ba, vấn đề tổng tuyển cử để thống nhất đất nước, hiệp thương hai miền vào tháng 7 năm 1955, tổng tuyển cử tháng 7 năm 1956, tự do chọn vùng sinh sống trong khi chờ đợi, không khủng bố, trả thù hay phân biệt đối xử với những người đã hợp tác với đối phương trong thời gian chiến tranh. Thứ tư, những điều khoản quy định việc tổ chức thi hành hiệp định, Ủy ban Kiểm soát Liên hợp, Ủy ban Giám sát Quốc tế Trung lập. Vâng, thưa Đại tá Trần Ngọc Long, có lẽ là Đại tá cũng đã theo dõi nhiều những cái thông tin trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Và một câu hỏi thì luôn được một nhóm người lặp đi lặp lại trên không gian mạng xã hội, đấy chính là tại sao sau chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, khi mà Pháp quyết định bỏ chạy khỏi Việt Nam thì Việt Nam lại không thừa thắng xông lên, giành độc lập hoàn toàn mà lại phải chịu ký cái hiệp định Geneva để chia đôi đất nước ạ? Tôi cho rằng đấy cũng là cái nhận định như vậy thì phải nói là nó thiếu cái cơ sở khoa học. Sở dĩ hồi đấy chúng ta không đánh tới, với chiến thắng Điện Biên Phủ chúng ta không đánh tới để giải phóng vì có mấy nhẹ. Một tức là lúc bấy giờ tuy với chiến thắng Điện Biên Phủ, quân Pháp đã thất bại ở Điện Biên Phủ và kỳ Pháp đang ở trên cái thế thua, cái đà thua, cái thế thua. Nhưng nhìn vào tương quan lực lượng trên chiến trường lúc bấy giờ cũng chưa phải là nghiêng hẳn về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thời điểm đấy Pháp và đối phương còn đến 30 vạn quân, chung phải ít. Thứ hai chúng ta biết là chúng ta đã dốc toàn lực, có thể nói là dốc toàn lực cho cái chiến cuộc Đông Xuân 53-54 và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Cho nên phải nói chúng ta cũng gặp những cái khó khăn nhất định. Cái thứ ba và điều tôi cho là rất là mấu chốt chính là hoàn cảnh quốc tế. Bây giờ các nước châu nghĩa nói rằng không muốn chúng ta đánh nữa, không muốn Việt Nam tiếp tục kháng chiến mà muốn kết thúc. Thế tự hỏi Việt Nam nếu tiếp tục đánh thì như vậy một mình đơn thương độc mã, trong khi lực chúng ta thì đang bị vắt kiệt quệ sau cái chiến cuộc Đông Xuân 53-54, thì liệu chúng ta có thể tiếp tục đánh thẳng cho để giải phóng hoàn toàn cả nước, để có thể để khỏi phải bàn những cái chuyện ở cái hội nghị Geneva hay không? Tất nhiên lịch sử không có nếu như, nhưng rõ ràng là đặt cái giả thuyết như vậy. Một cái điểm nữa cũng cần phải phân tích để thấy rõ tức thái độ của Mỹ. Chúng tôi biết là từ năm 50 thì Mỹ bắt đầu ủng hộ cái cuộc chiến tranh Đông Dương của Pháp một cách công khai và viện trợ của Mỹ ngày càng tăng. Đến năm 54 thì cái viện trợ của Mỹ cho cái cuộc chiến phí, toàn bộ chiến phí của Mỹ, viện trợ của Mỹ cho cái chiến phí cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương đã chiếm tới 73%. Và cho nên nếu chúng ta tiếp tục cái cuộc kháng chiến đấy, đánh tiếp, thì rõ ràng không chỉ là quân Pháp
mà chúng ta sẽ đương đầu với quân Mỹ. Đấy là cái điều chắc chắn. Trên cái thế tình hình trong nước, tương quan lực lượng trên chiến trường, và đặc biệt là cái bối cảnh quốc tế, không cho phép để chúng ta có thể tiếp tục dẫn tới để mà giành thắng lợi một cách trọn vẹn. Có một cái vấn đề mà cũng được rất nhiều người quan tâm, đấy là việc ai là người vi phạm cái hiệp định Geneva này. Thì cái dữ liệu lịch sử này thì cũng đang bị diễn giải theo một luồng ý kiến khác, đấy là họ cho rằng có thể nói là không ai vi phạm cả, vì là hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, tức là hiệp định Geneva, thì chỉ có tính cách thuần túy về mặt quân sự, nói về việc rút quân, tập trung quân hoặc là thời hạn chuyển quân, mà hoàn toàn không đề cập đến những giải pháp về chính trị. Có nghĩa đấy không phải là một hiệp định hòa bình. Vậy thì là một nhà nghiên cứu về lịch sử, thì ông có thể cho biết là ai là người đã vi phạm hiệp định Geneva không? Nói là hiệp định Geneva chỉ có một giải pháp quân sự, không có giải pháp chính trị thì hoàn toàn đúng. Tất nhiên cái giải pháp quân sự chiếm phần lớn, nó là nát, nhưng không phải như thế có nghĩa là không có giải pháp chính trị. Vấn đề thời hạn tổng tuyển cử 2 năm, đấy chính là giải pháp chính trị chứ. Nhưng trên thực tế tổng cử đã không diễn ra như chúng ta đã biết. Và vì cái tổng cử tuyển cử đã không diễn ra, vì cái giải pháp chính trị đã bị vi phạm một cách nghiêm trọng, cho nên nhân dân Việt Nam mới phải tiếp tục cái cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm sau đấy. Còn vấn đề ai vi phạm hiệp định thì rõ ràng chúng ta biết. Cái ý đồ quay trở lại Đông Dương để thế chân Pháp của Mỹ là nó rõ từ trước, trước khi hội nghị Geneva nhóm họp lâu rồi. Ở trên quá trình đấy là một cái quá trình mà vận động cả vấn đề quốc tế, cả mọi thứ, trong đấy có cả vấn đề như vậy, hà hơi tiếp sức cho thực dân Pháp để làm sao khi thực dân Pháp đủ sức để có thể trụ vững, để Mỹ có điều kiện để nhảy vào thế chân Pháp để thực áp đặt cái chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Cho nên với cái âm mưu đấy thì rõ ràng Mỹ không ngại gì. Cho nên một điều chúng ta rất dễ hiểu, ba cái văn bản của hiệp định, bốn cái văn bản, trong đấy Mỹ, cái thông cáo chung cuối cùng của hội nghị Geneva là Mỹ không ký. Và đấy là sau này lấy vin vào đấy, lấy cái lý do đấy để Mỹ tiến hành những cái hành động mà vi phạm hiệp định. Và chúng ta biết là từ rất sớm thì Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về để thế chân Bảo Đảng, và từng bước một và rất là nhanh chóng. Quá trình mà cái gọi là nhân dân miền Nam hay là những cái lực lượng phong trào yêu chuộng hòa bình trên thế giới trông chờ vào cái thời hạn tổng tuyển cử đến với lại Việt Nam, thì đấy là cái quá trình mà Mỹ gấp rút để sắp đặt tất cả mọi thứ để mọi việc đã rồi đưa Diệm về. Và sau đấy như chúng ta biết là Ngô Đình Diệm đã làm một cái cuộc như vậy trưng cầu dân ý và lên tổng thống và lập lên cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Cộng Hòa. Và rõ ràng đấy, tất cả những cái thực tế lịch sử phôi bày ra đấy để cho thấy những cái hành động đấy là những cái hành động chống phá hiệp định, mà rõ ràng là do phía Mỹ và đồng minh của Mỹ, và hay nói một cách khác là chính quyền tay sai do Mỹ dựng lên ở miền Nam Việt Nam vi phạm. Chúng ta biết thì hiệp định Geneva được đánh giá là một thắng lợi ngoại giao to lớn của Việt Nam. Vậy nhưng gần đây thì lại có ý kiến cho rằng là đó là kết quả của sự thỏa hiệp giữa các nước lớn trên lợi ích của nhân dân Việt Nam. Vậy thì sự thật là gì ạ, thưa đại tá Trần Ngọc Long? Với cái kết quả của hiệp định Geneva, trước hết nó mang đến cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dẫu rằng chúng ta chưa thể thực hiện được cái vấn đề thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta mới được nửa nước, nhưng đó cũng là cái kết quả để chúng ta có được một nửa nước mà chúng ta bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cơ sở nền tảng để làm trở thành một cái hậu phương lớn cho cái cuộc kháng chiến tiếp theo mà chúng ta phải đương đầu. Có được miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải nói là xây dựng được một cái hậu phương lớn cho cái cuộc chiến tranh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Cái thứ hai nữa là cũng qua cái kết quả của hội nghị Geneva thì cái uy tín của quốc tế của Việt Nam cũng đã được nâng lên, của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chúng ta cũng đã được nâng lên rất là nhiều, cũng được nâng lên. Cái thứ ba nữa chúng tôi cho rằng qua cái hội nghị Geneva cũng cho chúng ta những cái bài học lịch sử về cái tinh thần độc lập dân tộc, cái tinh thần độc lập tự chủ, tinh thần độc lập tự chủ. Trong suốt quá trình diễn ra hội nghị, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rõ ràng với một cái tình hình phức tạp như vậy, nhưng rõ ràng luôn luôn nêu cao được một cái vấn đề có tính nguyên tắc bất biến, tức là buộc Pháp phải tôn trọng, buộc các nước lớn phải tôn trọng cái quyền dân tộc tự do cơ bản của dân tộc Việt Nam, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đó là một cái điều gần như bất biến. Thế nhưng trong đấy là có những cái cuộc đấu trí căng thẳng, mà có những cái ứng xử rất là vạn biến để làm sao đấy đưa lại được cái kết quả cho hội nghị kết thúc, mặc dù chưa thật sự như mong muốn, nhưng cũng ở một mức độ này cũng đã đạt được cái mục đích yêu cầu đề ra của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng như của
hai nước đồng minh của chúng ta lúc bấy giờ, Liên Xô và Trung Quốc. Vâng, xin cảm ơn Đại tá Trần Ngọc Long. Thưa quý vị và các đồng chí, dù cố tình suy diễn nhằm viết lại lịch sử về Hiệp định Geneva, thì 64 năm trôi qua, Hiệp định này vẫn chứng minh được ý nghĩa và giá trị to lớn, đồng thời khẳng định đây là thắng lợi ngoại giao to lớn của Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về điều này trước khi tiếp tục trao đổi với Đại tá Trần Ngọc Long. Trong lời kêu gọi sau khi hội nghị Geneva thành công, ngày 22 tháng 7 năm 1954, Hồ Chủ tịch đã viết: "Hội nghị Geneva đã kết thúc, ngoại giao ta đã thắng lợi to." Pháp và các nước lớn là phải thừa nhận nền độc lập của chúng ta. Một số nước ban đầu có ý đồ là đàm phán đi tới một cái thỏa thuận là chỉ như là thỏa thuận đình chiến thôi, nhưng mà chúng ta đã đấu tranh và cuối cùng đạt được một cái kết quả rộng hơn, tức là họ công nhận độc lập và chủ quyền của chúng ta và phải chấm dứt chiến tranh. Nó là một cái giải pháp tổng thể cả về mặt ngoại giao cũng như về mặt quân sự. Và sau đấy thì chúng ta đã phát huy cái kết quả đó để mà tiếp tục đấu tranh thống nhất nước nhà. Đây chính là thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao kiên định, đầy bản lĩnh và tự tin của Đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để bảo vệ lập trường chính nghĩa và lợi ích của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, các nước lớn đã phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, gồm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đấy, cái điểm thứ hai rất là quan trọng, đã bước ra quốc tế với tư cách của một nhà nước độc lập và được công nhận quốc tế. Có lẽ đây là lần đầu tiên, bởi chúng ta biết là năm 1950 thì chỉ mới có một số quốc gia, ví dụ như là Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Việt Nam. Nhưng bây giờ thì cả thế giới biết đến Việt Nam. Và đó là một cái bước tiếp theo, tôi nghĩ đấy là một nấc thang cao hơn nữa cho Việt Nam trong con đường đấu tranh để giành được độc lập toàn vẹn vào năm 1975. Từ thắng lợi ngoại giao này đã tạo ra bước chuyển biến lớn cho cách mạng Việt Nam. Liên tiếp những thắng lợi sau đó của quân và dân ta, đặc biệt là việc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã minh chứng cho những bước đi, quyết sách đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tất cả đều vì độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ, vì lợi ích của nhân dân. Thưa Đại tá Trần Ngọc Long, vậy là 64 năm trôi qua thì những gì liên quan đến giá trị và ý nghĩa của Hiệp định Geneva thì cũng đã được thực tế chứng minh. Tuy nhiên, theo ông thì vì lý do gì và vì động cơ gì mà những cái suy diễn trên mạng xã hội vẫn còn tồn tại trong thời gian vừa qua về Hiệp định này, thưa Đại tá Trần Ngọc Long? Ở đây chúng ta thực ra những cái bài này cũng không có gì là lạ, không có gì mới. Chúng ta biết là cái tình hình Đông Âu những năm đầu những năm 90, tình hình Đông Âu và Liên Xô chính là bắt đầu từ những cái chuyện sới lại những cái vấn đề trong lịch sử, xem xét lại các cái sự kiện lịch sử, các cái nhân vật lịch sử để đánh giá lại lịch sử. Thì đối với Việt Nam chúng ta cũng vậy, thì những cái luận điệu hay những cái quan điểm như vậy họ đều có cái đích của họ. Thứ nhất tức là muốn thông qua những cái sự kiện lịch sử cụ thể hay là những cái nhân vật lịch sử cụ thể để cố tình xuyên tạc và bóp méo sự thật lịch sử, từ đấy để gây cái sự hoài nghi trong nhân dân, để nhen nhóm, để phá vỡ cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc, rồi chia rẽ nội bộ, đặc biệt là chia rẽ đánh để mà hạ thấp cái vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi chia rẽ trong nội bộ, rồi gây một cái sự hoài nghi vào lịch sử. Thì tôi cho rằng những cái hành động như vậy họ đều có một mục đích duy nhất, tức là làm suy yếu, tiến tới làm suy yếu cái chế độ, làm suy yếu chế độ. Và không phải ngẫu nhiên mà họ dùng những cái sự kiện, bởi vì nếu mà dùng những cái sự kiện hiện nay, dùng những cái chuyện hàng ngày bây giờ để xới ra thì rất khó, bởi vì nó đập vào khó mà thuyết phục được. Nhưng rõ ràng gợi lại những cái chuyện lịch sử mà xem ra thì nếu người thường mà xem ra thì thấy có thể hấp dẫn, thấy có lý. Cho nên thường thường họ hay khơi dậy những cái chuyện đấy để một là hướng dư luận vào những cái chuyện đấy, hai nữa là để mà gây cái sự mất đoàn kết nội bộ, gây sự chia rẽ nội bộ và đồng thời hạ thấp cái uy tín của Đảng. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Đại tá Trần Ngọc Long đã đến với chương trình cùng với những phân tích hết sức sâu sắc về Hiệp định Geneva.
Thưa quý vị và các đồng chí, rõ ràng là Hiệp định Geneva mở ra thời kỳ mới cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Tranh thủ điều kiện hòa bình thì Việt Nam đã tiến hành khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc, chuẩn bị hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào năm 1975. Mỗi bước đi của ta khi đó thì đều dựa trên cơ sở về tương quan lực lượng, sự tính toán của các nước lớn để đánh giá đúng tình hình, từ đó đặt ra được lộ trình đấu tranh để thắng từng bước, đánh đổ từng bộ phận và tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. Và hơn hết thì độc lập tự chủ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ vì lợi ích của nhân dân là yếu tố đầu tiên và cũng là điều thiêng liêng cao cả nhất, là mục tiêu xuyên suốt cho mỗi một quyết định của Đảng và Nhà nước ta trong mọi thời kỳ. Nên sẽ không bao giờ có sự nhân nhượng hay đánh đổi lợi ích đó. Lịch sử đã khép lại và chúng ta tôn trọng những gì thuộc về lịch sử. Những mưu đồ viết lại lịch sử, trong đó có việc xuyên tạc, bịa đặt nhằm hạ thấp giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn của Hiệp định Geneva cần được nhận thức rõ, lên án và bác bỏ. Và chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.